Prius 2021 cô chú anh chị, xe đẹp nha, một chủ từ đầu luôn. Chạy cực kỳ lớn. 67E18832 nè. Form dáng của em Prius. Hai cụm đèn phía trước mới tinh. Form mới là mâm xoáy toàn bộ nha cô chú anh chị. Phay xước nguyên bản nè. Toyota Prius 1.5 hoặc mức độ ngoài đô thị 5 lít, Trần Anh cho là 6 lít đi. Em này nồi đồng của đá từ xưa đến giờ rồi. Biểu tượng của chữ Prius nè, hai cụm đèn phía trước liếc nè, phía sau nè, liếc dài nha cô chú anh chị, và đã được full fan led hết toàn bộ. Cảm biến dê phía sau đầy đủ các tính năng. Đây là bản E số tự động nha. Nước sơn rin phụ 100%, máy móc rin lắm. Hàng này mua về chạy quá sướng rồi. Đây cô chú anh chị, mở cửa nội thất ở trong nè, sạch sẽ lắm. Đây bà con, mới tinh luôn. Ghế là ghế da nguyên bản của nhà sản xuất nè, mới không tì vết. Bốn cánh cửa tắp bi sạch sẽ nha cô chú anh chị nha. Bốn cánh cửa tắp bi là khá là đẹp nè, keo rin hết 100%, chạy cực kỳ lớn. Form đẹp không? Biểu tượng của Toyota nè. Hai bên kèo cột là nguyên bản là xe, không cấn không lỗi bất cứ một khoản nào nha bà con cô bác nha. Sổ sách theo xe bảo hành luôn, còn đầy đủ đây, lịch trình bảo dưỡng của hãng đây, sổ bảo hành là cô chú anh chị, nó đầy đủ cho bà con cô bác. Mẫu này thì bà con cô bác lấy về chỉ việc chạy thôi, ngoài không phải làm gì thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu. Vô lăng là mới như thế này, đây là vô lăng mới như thế này nè bà con nè. Nè, đồng hồ đi được đúng 22.579 km, nói chung là bốn qua vỏ theo xe luôn. Mẫu này nói chung là nồi đồng cối đá cực kỳ nha cô chú anh chị nha. Em này là máy rin số rin đẹp lắm, hệ thống gương cụp mở nè, có cảm biến dê nè, cân bằng điện tử nè, ABS nè, màn hình theo xe nè, đầy đủ các tính năng nè, cụm điều hòa nè, rin hết là cô chú anh chị. Số nè, số má là bao rin. Em này chạy ngoài đô thị ít lắm, 5-6 lít là số tự động, chạy đi sướng. Đèn của em nó vẫn nguyên bản đèn halogen thôi. Bà con biết là mẫu Prius này, mẫu xe này là mẫu nồi đồng của đá từ xưa đến nay, đồ bền cao, tuổi thọ tốt nhá. Bốn đất vỏ theo xe luôn nè, sạch sẽ vô cùng luôn, hàng chuẩn chưa. Form mới nha cô chú anh chị nha, form mới không phải là form cũ nữa đâu, đời này là form mới hết toàn bộ rồi. Đăng kiểm tháng 7 năm 2024. Đây anh chị có cục máy nè, cục máy 7 màu của em Prius nè. Đây bà con, cục máy 7 màu này không? Vẫn son 7 màu rin hết nè. Rin toàn tập từ A đến E nha. Đây là mặt nắp cò nè, mặt nắp cò chưa mở nè, chốt 7 màu nè. Em quay những cái điểm chính cho cô chú anh chị coi, biết cái xe máy nó rin hay không. Đèn cao su nhịp của máy thì chưa mở nè. Bà con cô bác cứ nhớ nè, đời càng cao thì tỷ lệ làm máy không có. Đi đôi là cùng đèn chóa đèn, chóa đèn rin nè, dằn dằn hông nè. Hai bên là không có đâm phai cấm đụng ở trên chiếc xe nè. Xem kỹ giùm em nha. Đó, tán nó capo chưa mở luôn. Mẫu này về đưa rước xe hoa đi cũng rất là tiện lợi. Và đặc biệt những cô chú anh chị nào kinh doanh lấy mẫu nó về chạy tuyệt vời. Chở gia đình đi càng tuyệt vời hơn. Được chưa cô chú anh chị? Từ cái phần co nước nè, co nước nó còn 7 màu luôn nè, không có dấu hiệu khui ra mở lại đâu. Đó, xe rin toàn vọc, toàn bộ 100% nha cô chú anh chị. Đây là mặt nắp. Bằng lắp của hộp số là không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại rồi. Ok chưa? Hàng đẹp nha bà con. Đó, mẫu này mua về bà con có bác chạy thôi. Nói chung là mai là Trần Anh đi du lịch rồi, thì hẹn bà con mấy ngày nữa Trần Anh về rồi tiếp tục anh em tiếp tục giao lưu. Hơn năm qua nói chung là cũng mang lại nhiều mẫu xe đẹp và phục vụ cho bà con có bác, và đồng thời Trần Anh cũng hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị. Đó là trách nhiệm và sứ mệnh của Trần Anh ô tô, được phục vụ bà con niềm mơ của em nhé. LED nè, full LED đúng không? Biểu tượng Toyota nè. Anh chị coi cốp sau đẹp như thế này nè. Rin tuyệt đối 100%. Năm cái lót sàn của Prius nó còn nguyên bản luôn, sổ sách theo xe nè cô chú anh chị. Chưa mở luôn nè. Đầu là đầu rin nha, đầu của DVD là rin theo xe nè. Chưa mở luôn nè cô chú anh chị nè. Đó đẹp chưa? Sạch sẽ lắm. Nè bà con, nè vỏ xe cô nè, mới tinh luôn nha cô chú anh chị nha.
Mẫu này thì chắc không cần phải coi phần gầm. Gầm đẹp và vô đối. Đây cô chú anh chị. Gầm này. Đó, bà con thấy gầm đẹp không? Quá đẹp và xuất sắc. Vậy thôi. Cô chú anh chị đam mê mẫu này thì alo luôn cho Trần Anh. Em còn bán tại bán rẻ à. BT50 218 2 cầu 4x4, số sàn 2 cầu máy dầu nha. Bán cực kỳ rẻ luôn. Đam mê thì alo cho em. Em khép lại chương trình tại đây này. Trần Anh, see you and goodbye.